Yêu nhau 7 năm, anh Tú, Diệu Nhi đã có cái khách đẹp khi tổ chức hôn lễ hoành tráng vào tháng 10 vừa qua. Chuyện tình của cặp đôi từ lúc chẳng có gì trong tay đến khi cả hai đều nổi tiếng, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Xuất hiện trong một chương trình gần đây với vai trò khách mời, anh Tú đã có nhiều chia sẻ về tình cảm về vợ. Nói về thời tuổi trẻ, nam ca sĩ kể lại khoảng thời gian đó khó khăn chỉ biết công việc và tình yêu. Khoảng thời gian học trường sân khấu điện ảnh, vì anh đi học nên làm gì có tiền phải đi làm thêm. Anh chọn việc ở phòng thu vì vừa có thu nhập cũng thỏa được đam mê. Cũng làm được 2-3 năm, nhưng 6 tháng đầu toàn dắt xe pha cà phê cho người ta thôi chứ chưa được học nhiều. Cả tuổi trẻ của anh chỉ cố gắng đi làm và tình yêu hết. Anh biết Nhi từ khi học trường sân khấu, có đi xem kịch tốt nghiệp của cô ấy nhưng lúc đó không có ấn tượng gì hết. Mãi đến khi về sinh hoạt chung cùng sân khấu 31 năm sau, anh mới bắt đầu tỏ tình. Khi được hỏi làm sao để giữ lửa được với bạn gái khi cả hai hẹn hò nhau đến 7 năm, anh Tú ngại ngùng chia sẻ, thật ra anh chẳng có bí quyết nào hết chỉ vì anh quá yêu thôi. Lúc mới hẹn hò, bọn anh cũng như bao cặp đôi khác cũng có lúc cãi nhau, đến khoảng 24-25 tuổi, sau nào anh cũng nhận dù bản thân anh là người ít nói, anh nghĩ phải kiếm được nhiều tiền để lo được cho gia đình và bạn gái. Tiết lộ nhiều hơn về lễ cưới cực viral trên mạng xã hội vào tháng 10 vừa qua, anh Tú cho biết chiếc thiệp lật ngược độc đáo phải soi màn hình camera mới đọc được chữ. Chú rể cầm hoa, cô dâu thắt nơ hoàn toàn là ý tưởng của Diệu Nhi. Ca khúc bài này không để đi diễn đã được anh Tú mua vào 4 năm trước, nhưng không ra mắt vì lúc đó anh thích đi đóng phim hơn đi hát. Đến gần ngày cưới, nam ca sĩ mới bắt đầu lục lại cùng bồ công nam chỉnh sửa lại lời sao cho phù hợp nhất để tặng vợ. Cuối chương trình, anh Tú khiến fan quán quéo khi gửi lời cảm ơn đến tình yêu đời mình. Cảm ơn tình yêu đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm để hôm nay mình được viên mãn.